Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho thấy, chỉ riêng năm 2022 đã thi hành kỷ luật 539 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tăng 15 trường hợp so với năm trước, cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 đối với 5 đồng chí. Trên cả nước đã khởi tố mới 493 vụ trên 1.123 bị can về tội tham nhũng, tăng 163 vụ trên 328 bị can so với năm 2021. Tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản trị giá trên 364.000 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với năm 2021. Chúng ta phòng chống tham nhũng tiêu cực không chỉ là ngăn ngừa sự thất thoát tiền bạc của nhân dân, của nhà nước, mà quan trọng hơn là qua đấu tranh này sàng lọc đội ngũ cán bộ, đưa những người thoái hóa biến chất ra khỏi đảng, ra khỏi các cương vị lãnh đạo, làm cho bộ máy trong sạch hơn và qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào đảng. Điều đó cho thấy công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, gắn phòng chống tham nhũng tiêu cực với công tác cán bộ, xử lý nghiêm các sai phạm, đặc biệt là thẳng thắn nhìn nhận và khuyết điểm, không giấu giếm như một cách thể hiện quyết tâm và tín tâm, làm tròn trọng trách của một đảng là đạo đức, là văn minh trước lịch sử và nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói là một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng mà có gan thừa nhận khuyết điểm, chỉ rõ những cái khuyết điểm đó do đâu mà có, thì đó mới là một đảng chân chính. Vì thế, đảng ta luôn luôn sẵn sàng chỉ ra những cái khuyết điểm để rồi từ đó chúng ta tìm ra nguyên nhân và biện pháp sửa chữa khắc phục. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp. Đảng viên phải trở thành con người hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp. Đảng ta là đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân, đảng ta không có lợi ích nào khác. Muốn làm được điều đó, mỗi cán bộ và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải là người đầy tớ, hết sức trung thành của nhân dân. Muốn phục vụ nước của nhân dân thì đảng phải là một đảng đạo đức và văn minh, là một cái đảng phải trong sạch, cán bộ đảng viên phải có năng lực, phải gắn với vận mệnh của nhân dân. Càng phát triển kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường thì càng phải nhấn mạnh đến cái định hướng xã hội chủ nghĩa, và tức là càng phải giáo dục đảng viên một cách thường xuyên liên tục hơn. Cùng với đó, các cấp ủy tổ chức đảng phải tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm hành vi phản đạo đức, phi đạo đức, cũng như cổ vũ, biểu dương các gương đạo đức trong sáng, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong đảng và ngoài xã hội.